ai tín trong niềm tin và hy vọng vào Đức Giêsu Kitô phục sinh. Giáo xứ kính báo bà Maria Lê Thị Hoa, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1949 tại Nam Định, Bắc Việt, đã an nghỉ trong Chúa lúc 1 giờ 15 chiều ngày 14 tháng 2 năm 2020 tại Cherrydale Health and Rehabilitation Center, Arlington, Virginia, hưởng thọ 71 tuổi. Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến và cầu xin cho linh hồn bà Maria Lê Thị Hoa chóng về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin cộng đoàn mở chương trình tang lễ để hiệp thông trong lời cầu nguyện cùng với tang quyến, hoặc nếu có thể, xin mời đến tham dự nghi thức và tang lễ để cầu cho bà Maria Lê Thị Hoa. Kính báo Văn phòng Giáo xứ, Linh mục Giuse Đặng Quốc An, Chánh xứ. Chương trình tang lễ, nghi thức phát tang, làm phép xác, làm phép áo quan, cầu nguyện tại nhà quàng The Man's Funeral Home, 5308 Beckley Road, Springfield, Virginia, từ 5 giờ chiều thứ Tư ngày 19 tháng 2 năm 2020. Thánh lễ an táng tại nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 915 South Wakefield Street, Arlington, Virginia, 8 giờ sáng thứ Năm ngày 20 tháng 2 năm 2020. Sau thánh lễ, linh cữu bà Maria Lê Thị Hoa sẽ được an táng tại nghĩa trang National Memorial Park, 7482 Lee Highway, Fort Church, Virginia. Gia đình tang quyến: trưởng nam Đỗ Khắc Thiều, thứ nam Đỗ Khắc Thứ, út nữ Đỗ Thị Ngọc Anh. Liên lạc với tang quyến anh Đỗ Khắc Thứ, điện thoại 703 388 8000. Phụ trách hát tang lễ: ca đoàn giáo xứ và thân hữu.